Tân ái chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Tạ ơn Chúa chúng ta lại gặp nhau nơi linh đài lòng thương xót Chúa để tiếp tục hành trình cầu nguyện cho toàn thế giới này được ơn ăn năn sám hối đời sống, cho các nạn nhân Covid được ơn chữa lành, cho các gia đình gặp cảnh khốn khó được ơn đỡ nâng và giải thoát, cùng những ước nguyện của quý ông bà anh chị em cho gia đình và cho những người thân yêu bạn hữu. Trong tập tình ấy, giờ đây chúng ta cùng hát kinh Chúa Thần, xin Chúa thánh hóa giờ kinh của chúng ta. Danh danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hùng ân chan chứa, trao dồi cho đá ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm u con ngày đêm, nhường thân xác hồn chẳng là ơn thiên. Lạy Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời. Chúa đang chịu chết vì con mà con đã cam lòng phán nghịch lỗi nghi cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con, chê ghét mọi sự con dấp lòng chừa cái, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa diệt tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời qua phong Si-ô Vi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, trên bà ta xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim tự nhân, con tin thật người Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tiên của con đã yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc con nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khôn nạn đau thương của Chúa.
Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để vì tôi lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khốn nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đơn đầy lòng chân ân, đơn duy nhất tôn lạy, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tôi lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe con người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lời Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con,
cha không bao giờ từ chối. Khi con thân hôi ăn năn chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin tha. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh ghi tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn quen quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tin vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rê xin quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cường và tung bân. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trăng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hàng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân tranh phân, những người đã hoặc đang có ý muốn từ từ, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người cùng hàng diện giữa con, hàng che chở con, lại cho ngôi hạ xuống thế làm người, chịu tội chịu chết trên cây thánh giá vì con.
lại cho con được đạo thánh đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh đức, và đã cho Phật sát con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại cứu lấy con, kéo phải chết tươi ăn năn tôi chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cậy đấng thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ bởi lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng chinh hiền vinh xa la. Hạn chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy đấng thánh trái tim đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh đức bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng chinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Chúc anh chị em và gia đình luôn được bình an. Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã cùng đồng hành với Cha trong giờ kính lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em vào ngày mai.